Linh, em chưa về nữa hả? Dạ. Em lên xe anh đưa em về. Dạ. À, dạ chào sếp. Dạ. Dạ chào sếp. Sáng mai có cuộc họp sớm nên tôi tranh thủ ở lại để hoàn thành một số cái giấy tờ. Dạ. Hai người cũng vừa xong việc ha. Dạ. Dạ. Tôi mời hai người đi ăn tối nha. Hay là sếp với Linh đi ăn đi. Em phải về nhà trước hả? Linh, em yên tâm đi với sếp đi. Ngày mai sẽ lên công ty sớm để lo bản tin sáng. Dạ cũng được. Vậy em cảm ơn anh trước. Bye bye anh. Chúc anh ngủ ngon. Chào sếp. Mời Linh. Dạ. Cố hết. Bye. Dạ. Kể ra thì cũng thật là có duyên. Anh với Linh cùng chuyên tu ở nước ngoài, bây giờ về nước làm việc chung ở trong cơ quan. Mà trong công việc thì Linh hỗ trợ cho anh rất là nhiều. Cảm ơn Linh. Đúng là có duyên với nhau thật. Nhưng mà Linh cũng phải cảm ơn anh nhiều. Được làm việc với anh, Linh học hỏi được nhiều thứ lắm. Linh ăn đi. Cảm ơn anh. Phòng chuyên mục của Linh ngày càng có những thay đổi rất là tốt, có thêm những chương trình rất là hay, phong phú, tính giả nghe rất là thích. Cộng Linh lớn lắm đó. Dạ không có đâu. Tất cả đều nhờ sự chỉ đạo của ban giám đốc hết đó. Chứ bản thân Linh thì không có làm được như vậy đâu. À, Linh thấy là phòng chuyên mục nên bổ sung thêm nhiều chuyên mục mới để thính giả có nhiều món ăn tinh thần hơn. Theo Linh thì cần bổ sung thêm những gì? Ví dụ như là những chương trình đêm khuya thì mình nên bổ sung thêm những chuyên mục dành cho những người họ muốn tâm sự hay là trải lòng chẳng hạn. Chuyên mục đặc biệt dành cho những người mất ngủ à? Linh cứ lên kế hoạch đi, ban giám đốc sẽ bàn rồi tiến hành. Linh đã dự định sẵn hết rồi. Linh định đặt tên chương trình là Tìm Một Nửa Trái Tim. Tìm Một Nửa Trái Tim. Cái tên hay nhỉ. Với lại Linh thấy là nên chuyển chị Tú Lệ từ bên mảng ẩm thực qua. Sau đó mình sẽ tìm người khác để bổ sung vào mảng ẩm thực. Linh tính vậy thấy cũng được. Nhưng mà Linh phải giao bớt việc cho anh em làm. Chứ một mình Linh ôm hết như vậy rồi riết rồi không còn thời gian để dành cho bản thân nữa. Linh có biết những khi mà thấy Linh vậy anh xót lắm không? Thiệt ra thì việc chạy tốt quá là Linh vui rồi. Với lại có anh Nhân thì cũng yên tâm hơn. Nhưng mà Linh thấy anh Nhân giỏi như vậy mà sao cứ phải làm nhân viên hoài? Cái chuyện này là do anh Nhân. Cấp trên rất là biết năng lực của anh Nhân, cũng đã từng đề nghị ảnh nhận chức trưởng phòng ở bên khoa giáo. Nhưng mà ảnh không có chịu. Ảnh nói làm việc ở phòng chuyên mục ảnh quen rồi. Nhưng mà còn anh Minh? Anh Minh thì lại là một câu chuyện khác. Anh Minh là hàng gửi, mình phải đành chấp nhận thôi. Tội là tội cho Linh kìa. Phải chịu đựng thêm một thời gian nữa nghe. Mình xin lỗi. Alo, tôi nghe đây. Sao giờ này anh chưa về nhà nữa? Tôi đang tiếp khách bàn công việc. Xong rồi tôi về, ngủ trước đi. Anh về liền. Anh có biết bây giờ em bị mất ngủ không? Không có anh em không ngủ được. Đi về liền đi, có công chuyện gì ngày mai làm. Xong việc thì tôi về. Còn ngủ hay thức thì tùy. Vậy ha. Dạ thôi cũng trễ rồi, Linh xin phép. Có Linh về à? Dạ. Thôi để tôi lấy xe đưa Linh về chứ. Dạ thôi, Linh đi taxi được rồi. Cảm ơn giám đốc. Với giám đốc cũng về sớm đi. Để ở nhà trong. Trời ơi, tắt đèn tối thui rồi ngồi thù lù đóng vậy. Định nhát ma ai hả? Cái gì? Ma hả? Phải rồi, vợ là ma, còn nhân tình là thiên thần mỹ miều, phải không? Anh đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi. Anh mới chuyển công tác về đài, cho nên anh rất là cần thời gian.
anh muốn thay đổi nhiều thứ lắm. Mà những điều anh thay đổi là phải đạt hiệu quả. Cho nên anh rất cần những cộng sự vừa có năng lực mà vừa có tâm huyết. Cộng sự? Cộng sự hay là nhân tình? Cộng sự gì đâu mà 24 trên 24 bên nhau vậy? Cái gì mà 24 trên 24 bên nhau? Không phải hả? Ban ngày là cộng sự, còn ban đêm là tâm sự, phải không? Cho nên anh là trong tâm thức của anh á, trong giấc ngủ anh cũng gọi tên cổ nữa. Làm gì có chuyện đó? Có sao không có? Mà nếu có là cũng chẳng qua là do cả ngày làm việc bên nhau, rồi tối mơ về cái thấy cái công việc thì gọi tên rồi nhắc tên tới nhau chứ có cái gì đâu. Tôi không có biết. Khi hai người tu nghiệp ở nước ngoài á, tôi không có đó để tôi quản. Nhưng mà khi về đây rồi á, cổ đừng hòng ở bên anh mà giỡn trò nghe. Thôi à, Linh á, là một đồng nghiệp rất tốt. Linh giúp đỡ anh rất là nhiều việc. Không được nói nhảm về Linh nghe. Linh. Trời ơi, nghe tình cảm quá ha. Giờ chỉ gọi sao? Không lẽ, gọi Linh. Không biết gọi là gì, tôi cấm anh gọi là Linh. Nói cho anh biết nha. Tôi đã dồn hết tất cả tuổi xuân, tình cảm, sự thương yêu, chăm lo gia đình để cho anh phấn đấu lên sự nghiệp. Thì đừng bao giờ phản bội tôi nghe. Ha, tôi không chấp nhận đâu. Tôi không để yên ổn cho hai người đâu đó. Nè. Cảm ơn. Ôi, chào mọi người. Chị Linh. Chị Linh mới đi họp về hả? Có chuyện gì vui không? Kể với tụi em nghe với. Có gì đâu mà vui. Việc ngập đầu à, quay qua quay lại có mình. Ôi, hôm qua lên máy bay mới nghỉ được một chút á. Ủa, đáng lẽ là Linh đi với sếp không phụ gì Linh à? Đừng có nói là ổng lo chơi mà để Linh làm một mình nghe. Sếp không có lo chơi, mà lo tiếp khách. Đi tiếp khách thì cũng là đi chơi rồi. Sếp mà muốn làm gì không được. Ủa, mà không biết sếp về chưa hay là còn ở ngoài ta? Con mắt tôi để dưới chân mày. Dạ. Mình là gián ngọc chứ không phải là gián ngựa. Dạ. Em xin lỗi sếp. Dạ. Sếp có sao không sếp? Suýt chết thôi. Chết ở đây là chết cái miệng của cô nghe chưa? Thôi mà sếp, mới có sáng sớm mà sếp xỉa xói em vậy rồi làm sao mà em làm việc được. Em quan tâm thiệt lòng mà. Quan tâm tôi hả? Dạ. Tối nay rảnh không đi ăn khuya với anh đi. Dạ. Tối nay hả sếp? Nếu như mà bây giờ em từ chối thì đúng là ngại thiệt. Nhưng mà thiệt ra là tối nay em có công việc rồi. Bữa khác nha sếp. Quên nữa, tối nay tôi cũng có cái hẹn. Hơi trễ rồi nghe. Tự nhiên cái bữa nay cái bệnh chảnh nó lại phát bệnh ta. Được sếp mời đi ăn là vinh dự lắm. Sao lại không đi, sao lại từ chối. Trời ơi, Ngọc ơi là Ngọc. Trời ơi. Tuy là sếp có hơi già, hơi xấu một chút, mà đâu có sao đâu. Trời ơi, được sếp quan tâm như vậy á, là tốt cho công việc của mình, tốt cho tương lai của mình. Trời ơi. Sếp ơi, sếp ơi, chờ em, sếp ơi. Đi lên. Đi công tác xa về, có quà cho em ăn không? Suốt ngày cứ ăn với uống, em thấy không? Bởi vì không hổ với anh là Cường ẩm thực mà. Cường à, chị hỏi em nha. Em làm bên ẩm thực, em ăn biết là bao nhiêu món ngon vật lạ. Mà em cứ còn ăn hoài, em không ngán sao? Trời, chứ làm gì ẩm thực, tao phải ăn, tao phải phân biệt được cái món dùng miệng nằm ở đâu chứ chị. Ăn, suốt ngày ăn, sáng ăn, tối ăn, trưa ăn.
mở miệng là ăn. Ăn hoài thành miệng vô duyên luôn á. Nè, tôi ăn bình thường thôi mà, tôi đói đòi ăn, tôi mắc mới hai ba người chỉ dữ vậy. Ở trong cái phòng này riết giống y như là rớt ổ kiến lửa vậy đó. Ây da, cắn ngứa. Nè nè, ổ kiến lửa gì hả? Chị Linh á, đi công tác nó mệt rồi, cả núi công việc, lên máy bay mới được nghỉ. Vậy mà ông hở ra đòi quà đòi ăn, ăn hoài à? Không quà thôi, chị Linh. Chị mày tan sở á, nguyên phòng mình đi ăn uống gì đi. Lâu quá phòng mình không có gì vui hết trơn, buồn quá. Nghe, chiều nay nguyên phòng mình đi ăn uống nghe. Tôi mời, tôi trả tiền. Vỗ tay. Được rồi, đi thì đi. Đó. Chị Linh, không đi đâu hết đó. Sau này chị đừng có chịu ông Cường nha. Mà chị cũng đừng có mua quà cho ông luôn. Ờ, không có quà thôi, mua quà cũng được chị. Ai cần quà. Ủa sao vậy? Sao đi từ xa xa mà ai biết mình đến mà sẽ thích nhắc quà là sao? Lần nào xuất hiện mất có quà. Mua gì ăn vậy, mua gì ăn về. Ăn gì? Suốt ngày cứ ăn ăn. Mỗi lần á mà nó đòi ăn á, chứ xong Nga là đánh nó vậy mà cũng không bỏ tật. Cũng cứ ăn riết, giờ thành đóng rồi đó. Nè, em với má em đi chơi á, xong rồi em cũng muốn mua quà về. Không biết muốn mua gì giờ. Em mới định là mua mứt. Má không chịu, má nói mua mứt giờ ở chợ ở đây bán đầy. Không chịu. Xong rồi thấy mấy cái này nè, đẹp lắm. Thôi bây giờ bí mật đi, tặng quà từng người, mở ra coi nha. Rồi đây, cái này đầu tiên là của chị Linh. Chị coi thử có đúng không? Nhỏ này quảng cáo dữ quá, để coi coi. Ý, chị thích cái màu này nè. Cảm ơn nhỏ nha. Hôm bữa em nghe chị nói xong mà ghi nhớ trong đầu liền. Đi lên trển thấy cái màu cam là chụp liền cho chị liền luôn. Còn đây của chị Lệ. À. Trời. Thử đi, thử đi. Em á, không có chịu dành dụm tiền ở trơn, cứ xài vậy mua quà. Móc ra coi đi. Thích không? Thích. Nhưng mà nữa là phải biết để dành tiền nghe chưa? Cười quá, người ta mua quà về mà nhưng mà không có vui gì hết á. Cảm ơn em. Nè, bà Điệu. À, trời ơi. Thích cái màu này quá à. Nè, cái kiểu này mới nha. Nè, em để ý thích màu này đó. Mai mốt lấy cái áo này mặc chung với cái váy luôn, tiệp màu luôn. Cái kiểu này á là Nga định gửi người ta mua nè. Nhưng bây giờ Thư mua rồi. Cảm ơn nha. Yeah, các bạn. Yeah. Ê, kiểu này kiểu mới nè. Cái màu này màu đẹp nè. Thích mua lâu lắm giờ nha. Bây giờ mới có. Giờ mới có đó nha. Nè, ông muốn chiến tranh lạnh với tôi hả? Đâu có đâu, bà lạnh muốn chết rồi. Mặc áo ấm cho nóng đi. Trời ơi, cái gì vậy? Chị đâu căng thẳng. Phái đẹp có đồ thì phái mạnh cũng có đồ. Ủa có à, nữa hả? Có luôn. Thử đi. Quá! Gì vậy? Quá! Em thấy cái áo này em nghĩ tới anh Cường liền luôn. Trời tôi mặc gì tôi mặc áo vô hành gấu luôn. Tại vì em thấy cái này nè, thí dụ mà mặc áo sơ mi nhanh nhân á, mặc ra y như Hàn Quốc vậy đó, nhìn đẹp lắm. Được không? Còn anh mặc vô hàng gì? À, mặc vô nguyên vô con gấu màu vàng luôn. À, cả nhà thích quà là em mừng lắm rồi. Ồ, đẹp quá. Thư. Dạ. Em mua cho nữ thôi, mua cho tụi anh chi cho tốn tiền vậy? Vô diêm, không mua tụi mình tụi phân bì sao? Dạ, không phải đây tôi mệt quá gì tôi xé vừa đâu. Nè, thật ra quà tặng thì mục đích phụ thôi. Mục đích chính là má cũng muốn cả phòng phải ưu ái gái má một chút. Trời ơi, hối lộ. Coi như là nhận quà hết rồi đó nha. Không trả lại, miễn trả, miễn trả. Tụi chị cảm ơn má em nha. Dạ. Mà công nhận nha, nhỏ này nó có khiếu thẩm mỹ thiệt. Ê, đúng. Bữa nào đi mua sắm với chị nha. Dạ, đúng với chị. Em thấy con Thư hả, nó chọn đồ trai cũng vừa hết đó. Kể cả cái bụng bầu của ông Cường mà cũng chọn đồ được luôn á. Trời ơi, tào lao đó nè. Giờ tôi mặc vô hồi nào mà vừa. Muốn mặc lắm á. Vừa mà. Ý, làm như chợ Sida Đà Lạt thì phải. Bao nhiêu công chuyện thì không lo, không làm. Rồi ngồi đó bàn ba cái chuyện này. Giờ tôi hỏi mấy anh mấy chị về công chuyện mà làm không xong á, rồi ai chịu trách nhiệm? Mấy anh chị hay là tôi? Ngọc. Dạ, sếp. Dạ. Chơi có quà tặng nè. Ôi, trời ơi, cái khăn đẹp quá à. Trời ơi, thích dễ sợ luôn, có màu nhu dễ sợ luôn á. Nhưng mà ở Sài Gòn nóng quá trời qua đất, làm sao mà có dịp xài cái này. À, cảm ơn nha, cảm ơn nha.
mời cô Linh. Dạ. Kiểm tra công chuyện đồng tuần á, xong bị vô báo cho tôi biết nghe chưa? Dạ. Sao vợ, sao vợ? Thấy bà có hai món không? Tôi đây. Hồi sáng đứng trước cổng công ty ông làm cái gì vậy? Ông chờ ai? Ông chờ con nào phải không? Tôi có chờ ai đâu. Ghen tuông gì mà kỳ cục vậy? Tôi đứng ở cổng bảo vệ để chờ lấy báo. Ông làm giám đốc hay là ông làm văn thư? Cái công việc đó không phải của ông. Sáng nay cô thư ký có bận việc cho nên tôi phải lấy báo. Thôi nghe, có chuyện gì tối về nói. Bây giờ tôi làm việc đây. Nhưng mà... Vô đi. Chào sếp. Ủa, sếp lấy báo giùm em hết rồi hả? Dạ. Cô mang cái này qua phòng chuyên mục, nói họ xem rồi trả lời tôi gấp. Dạ, em đi liền. Người gì đâu, ghen tuông kỳ cục. Thư. Dạ. Trưa nay cho anh ẩm thật cái gì vậy? Anh muốn ẩm thật cái gì nè? Đùi gà nước ép dâu. Thôi, tào lanh, tào lao, ai mượn nhanh miệng vậy? Đổi món đi, không ăn món đó. Đổi món khác thôi. Vậy thôi, từ chối. Ai thèm biết liền à? Rồi, ai đói biết liền. Trời ơi, cái gì mà mới sáng sớm hai người gây nhau như chó với mèo vậy? Nè, Cường, sao còn chưa nộp mấy cái bản tin ẩm thực kỳ này cho chị nữa? Đưa qua cho phòng thu để em xin lên sóng đi. Kỳ này gói đầu mấy số trước đó. Dạ. Em làm lẹ đi, còn qua phụ Nga mấy cái chương trình thời sự nữa kìa. Dạ. Thôi chị. Chị mà đưa ông Cường qua làm rắc rối cho em thôi à. Qua mất công ông suốt ngày đời ăn đời uống hoài à. Em á có nhân phụ là được rồi. Tao nói ghét của nào trời trong của đó đó. Trời ơi, yêu ơi. Chị có gì làm cho em làm chứ, người ta nói hả, rảnh rỗi xin ông nội đó. Nếu Thư thích á thì Thư nói chị Linh điều qua, chị nhân liền à. Alo, thời sự trong nước có tin rồi hả? Ờ, vậy chuyển qua lên khung cho Nga nha. Bên đây MC đang đợi đó. Ok. Bản tin quốc tế dịch xong chưa? Ừ, dịch xong rồi chuyển qua. Chị Linh ơi, em thấy chị Nga bận biểu quá à. Chắc phải có người hả giúp sức cho chị quá à. Nè, đừng có tốn công tốn sức chi cho vô ích không. Chương trình thời sự á, là phải cập nhật thường xuyên. Không có chuyên môn làm đuối lắm đó. Hey, thất bại rồi. Chị Linh, duyệt xong rồi chuyển qua cho trưởng phòng. Giám đốc nói bên đây phổ biến và trả lời gấp. Ừ, để chị báo cáo với sếp Minh rồi sẽ trả lời cho giám đốc sớm. Cảm ơn em. Ủa, thông báo gì quan trọng mà em lo lắng dữ vậy? Không có gì quan trọng mà phòng mình phải nhận thêm việc nữa rồi. Mọi người, phòng mình vừa nhận thêm chuyên mục khỏe và đẹp, đang tìm ứng cử viên sáng giá cho cái chuyên mục này. Yêu cầu là người đó phải rất am hiểu về thời trang, săn sóc sắc đẹp và sức khỏe. Anh yêu. Hả? Sao không? Anh buồn quá vậy? Em không có muốn người yêu của em rầu rĩ như vậy đâu. Đi bên em mà đầu óc anh cứ nghĩ đau đau á. Anh xin lỗi em. Ừ. Được ở bên em là anh hạnh phúc lắm. Chứ nghĩ tới cái cảnh về nhà phải làm chồng nè, làm cha nè, anh nói thiệt, anh chán lắm rồi em à. Anh à, hay là hai đứa mình ra sống chung với nhau nha. Em yêu anh nhiều đến như vậy sao?
em sẵn sàng hy sinh hết cho anh. Em nói thật đó, em không có cần gì hết, chỉ cần được ở bên anh là em hạnh phúc nhất rồi. Ừ, em uống nước đi. Cá cắn câu rồi, cá này bự à nhen. À, anh, hay là bây giờ mình đi du lịch chơi nha. Ờ, đi đâu? Mình đi Vũng Tàu nha. Đi Vũng Tàu, bây giờ hả? Ừ, đi nha. Nha. Em à, hay là để hôm khác mình đi nha. Tại vì hôm nay anh phải về đón con, rồi phải lo cho nó nữa. Mẹ nó thì đi làm khuy lắc khuy lơ mới về. Em không có chịu đâu, anh không có thương em. Em à, chuyện gia đình á thì anh cứ để cho vợ anh lo. Đi làm khuya gì chứ, đi chơi thì có. Em không biết, một là bây giờ mình đi, hai là không bao giờ em đi chơi với anh nữa đâu. Em, anh thương em mà, đừng có giận anh nha. Em nghe nè. Nè, hôm nay em về sớm một chút để đón con nha. Anh đi công tác đột xuất rồi. Trời, sao mà em về được? Hôm nay chương trình lên sóng, em phải làm việc tới khuya mà. Làm sao mà đón con được chứ? Công việc của em thì quan trọng. Bộ công việc của anh không quan trọng sao? Anh đang ở ngoài Vũng Tàu. Cố gắng về sớm đón con đi. Anh cúp máy đây. Chị Lệ. Chị Lệ. Em mời chị hả? Ừ. Phòng mình được giao chuyên mục mới. Chuyên mục này khó, cần người có kinh nghiệm. Chị coi sắp xếp công việc rồi nhận chuyên mục này nha. Ừ. Không được đâu em. Cái chương trình chuyên mục đêm khuya tìm một nửa trái tim á, đã ngốn hết thời gian của chị rồi. Chị cứ đi khuya về hoài à, bỏ chồng bỏ con ở nhà, chị không yên tâm chút nào hết trơn. Trời ơi, làm chuyên gia gỡ rối tơ lòng mà giờ tơ lòng của mình gỡ không được. Chị không nhận chuyên mục này á, thì chỉ còn có... Chị, bên thực sự em không nhận đâu nha. Bên em á có đóng công việc rồi, làm đầu tắt mặt tối, cuối tuần cũng phải làm thêm nữa. Em nói thiệt á, em làm hoài không có thời gian đi chơi với người yêu. Người yêu em đòi chia tay đó. Em nghĩ là phải ưu tiên công việc, còn mấy cái chuyện yêu đương mình xếp sau đi, để ảnh hưởng vậy không có tốt đâu. Không, theo Cường nghĩ như vậy này là tốt nè. Mình nên yêu ai đó, yêu người cùng ngành nghề với mình nè, làm công việc cùng với nhau nè, hoặc là yêu người làm việc cùng phòng đi. À, cùng phòng rồi mình đi làm chung giờ nè, về chung giờ nè, ăn trưa cùng nè, ăn chiều cùng, uống cà phê cùng, nói chung là giờ mình dành cho nhau hết. À, mình không có ghen tương lung tung nữa, lúc đó tình yêu bền vững, đúng không? Thí dụ hả? Cùng cơ quan, cùng phòng. Ê! Ông đừng nằm mơ nha, tôi không thèm quen ông đâu đó. Trời ơi, tài lanh nè, này có tật giật mình nè. Trời, cái đồ háo mỡ. Muốn mà được à. Trời ơi, hai người cứ than thân trách phận là không có thời gian làm việc, mà có thời gian đấu đá sâu xé nhau ha. Cái chuyên mục khỏe và đẹp này nè, hai người làm ơn chung tay góp sức làm giùm tôi cái đi. Đúng rồi, có người rồi. Người này phải am hiểu về thời trang, phải biết chăm sóc sắc đẹp và phải biết chăm sóc sức khỏe. Đó là ai? Không, uống sữa đi, uống sữa đi, sữa còn nóng nè. Thôi, không muốn uống đâu, dẹp đi, hay đổ đi. Gì kỳ vậy? Không, ông mà ông uống sữa sao có sức khỏe, rồi sao ra công viên thăm bà. Tụi nó có cho ông đi đâu mà đi. Con cái thời buổi bây giờ làm cha làm mẹ hết rồi, coi ông già này còn thua con nữa. Thôi bây giờ vậy đi, ông cứ uống hết sữa đi, để mình có sức khỏe rồi lén ra công viên thăm bà một mình. Con hứa với ông nha, con không có nói cho cậu mợ biết đâu. Mày hứa ha?
Ủa? Ừ. Mai mốt mà mày không cho tao đi á là tao đuổi mày về quê luôn á. Gì lỡ hứa có con cái mà không thực hiện là bị đuổi luôn hả? Làm giỏi đi ông thưởng. Muốn ha? Dạ. Sức mạnh của tình yêu ghê thiệt. Em làm được đó. Nhìn cách ăn mặc của em nè, em phối đồ nè, rồi tóc tai gương mặt em, trời ơi, em làm thời trang anh ủng hộ hết mình. Dạ trời, tự nhiên em nghe mọi người tin tưởng em vậy em mừng quá. À, nếu mà em được làm á, em hứa nha, em hứa là em sẽ cố gắng hết sức, em học hỏi thiệt là nhiều kinh nghiệm của người đi trước. Trời em mừng quá hả? Nói chung là chuyện này em phản đối. Không, tại vì gì? Thư nó còn trẻ quá, làm sao nó có kinh nghiệm để mà làm. Trẻ cũng được, miễn là biết học hỏi là được rồi. Mọi người ở đây đã thống nhất ý kiến, chỉ còn chờ ý kiến của sếp thôi. Chị vô chị họp với sếp, chị hỏi sếp giùm em đi. Trời em cầu trời là sếp cho nha. Sếp cho em làm một cái là coi như là em mời nguyên một phòng mình đi ăn uống hoành tráng không tiếc tiền luôn. Ủa, ăn nữa hả? Ăn hay ai được ăn rồi. Làm gì mừng sớm quá vậy? Chắc chắn là sếp không có đồng ý. Ủa, chị Linh chưa nói chuyện với sếp sao biết sếp đồng ý? Tự nhiên trù vậy? Nè Ngọc, tới giờ ra hiện trường giao thông rồi, xong chuẩn bị đi đi, ngồi đó tranh cãi chuyện người khác nữa. Chị ơi, ở ngoài đó nắng nôi với bụi bặm lắm, chị cho em làm cái khác ơi. Không có làm cái khác, chính công việc đó em giành giật lấy mà, còn đổ thừa gì nữa. Giờ còn than nắng nôi nực nội là sao? Làm việc mà cứ nhảy cóc nhảy nhái vậy lấy kinh nghiệm đâu hả? Biết rồi. Nè, mọi người lo làm việc đi, chị vô họp với sếp. Ông đó hả? Ông hết bệnh chưa? Có ăn được nhiều không? Tôi đỡ nhiều rồi. Mỗi bữa ăn được nửa chén cháo với uống được chút sữa. Vậy là khỏe nhiều rồi đó. Thôi tôi cũng yên tâm. Bà hết ho chưa? Ho tôi đỡ nhiều rồi. Lâu lâu nó hút hắt vài tiếng vậy hà. Nè mà ông ơi, ông khỏe rồi đó. Ông đi tập thể dục nha. Sáng tôi dậy sớm, tôi lại chỗ cũ tôi đợi ông. Mấy bữa nay không có ông đi tập, trời ơi tôi buồn quá hà. Sếp, hôm qua sếp bay chuyến bay lúc mấy giờ mà em không gặp vậy? Không gặp à? Phải thôi, tôi đi chuyến bay sáng mà. Kỳ này ở trên giao thêm cho phòng mình chuyên mục khỏe và đẹp, lại ôm thêm cả đống việc rồi. Ở trên giao thì mình phải nhận thôi. Giờ nhiệm vụ của Linh đó, trước mắt á là phải tìm được ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí này, mà phải rất cẩn thận và chu đáo đó, bởi vì cuối tuần này là lên sóng rồi nha. Biết mà, ổng lại đùn đẩy cho mình. Hiện tại á thì trong phòng mình mỗi người nhận từ 2 tới 3 việc, không có thời gian để nhận thêm nữa. Bây giờ thêm việc mới rồi ai làm? Linh nói là không có thời gian để mà nhận thêm việc, nhưng mà có thời gian để ngồi tán dóc với lại đùa giỡn hả Linh? Giờ tôi không biết, ai nhận tôi không biết, nếu mà không ai nhận thì coi như Linh làm luôn đi nha. Linh thấy mọi người trong phòng á vừa làm việc vừa nói chuyện thoải mái, để cho đầu óc nó bớt căng thẳng, nó bớt stress thôi, cho hiệu quả công việc nó tốt, chuyện đó đâu có gì sai trái đâu. Còn bản thân Linh á, Linh không có nhận được nữa đâu. Vừa phải đốc thúc kiểm tra công việc tất cả các chuyên mục, sếp thấy không? Bây giờ Linh cứ đi suốt như vậy đâu có thời gian đâu kiếm chồng. Sắp thành bà cô già ế tới nơi rồi. Bà nhớ giữ ấm, sáng đi sớm nhớ tròn khăn. Tôi cũng như bà, buồn lắm. Mấy đứa nó dịnh là cớ là tôi đau, nó không cho tôi ra thăm bà. Làm tôi buồn chán quá bà ơi, không muốn ăn uống gì hết. Ý đâu có được, ông phải ăn uống chứ. Ông phải ăn cháo uống sữa thật nhiều thì mới có sức khỏe ra thăm tôi chứ. Tôi cũng cố ăn cháo và uống sữa thật nhiều. Bà cũng vậy nha. Thôi tôi cúp máy đi về nha. Con Đạo ở nhà nó thấy tôi lâu về nó lo đó. Tôi cũng cúp máy đây. Bà đi đường cẩn thận. Coi chừng xe cộ đó nghe không? Cỡ này tụi nó chạy ẩu lắm á. Tôi đọc báo thấy tai nạn hoài đó. Được rồi.
Tôi nghe lời ông. Thôi cúp máy nha. Em ơi. Dạ. Ra ông Biểu rồi. Dạ. Gì ông? Trưa nay con nấu cho ông đồ cháo. Nhớ bỏ nhiều thịt. Bà dặn ông ăn cháo nhiều để mau khỏe mạnh, ra tập thể dục với bà. Để bà tập một mình bà buồn tội nghiệp. Ghê ta. Nhưng mà ông yên tâm đi, trưa nay con sẽ nấu cho ông nguyên một tô cháo thiệt là đặc biệt. Con bảo đảm với ông nha, ông mà ăn xong cái tô cháo của con, ông có sức chạy tới thăm bà liền. Nhỏ này, đứt da chạy đi, đi còn chưa nói chạy. Ê, ai biết được, nhiều khi sức mạnh tình yêu mà ông làm cho ông khỏe, ông làm tới cái gì nữa kìa. Bà con công nhận nha, tình yêu của ông với bà giống như là trẻ trâu vậy ha. Ngưỡng mộ quá. Thôi, đừng có ở đó mà chọc ta nữa. Đi vô nấu cháo đi con nương. Dạ. Đói bụng lắm rồi nè. Đói bụng hay là nôn gặp người ta. Đấy, nghi lắm nha. Mỗi lần mà nói đến lính của Linh đó là Linh binh chầm chập vậy đó. Thôi được rồi, nếu mà Linh nói vậy không có người thì tôi sẽ báo lên phòng nhân sự tuyển thêm người ha. Cuối tuần này lên sóng rồi, tuyển người không kịp đâu. Sếp, trong phòng mình có một con bé tên Thư. Nó là nhân viên thực tập chờ được phân công. Con bé này nó lanh lẹ mà lại có khiếu thẩm mỹ cao nữa, cho nên Linh nghĩ công việc này phù hợp với nó. Linh có giỡn không vậy? Một cái chuyên môn hết sức khó mà dám giao cho một nhân viên tập sự à? Con bé Thư nó trẻ người non dạ, chưa có một chút kinh nghiệm gì thì làm sao mà tư vấn được. Thôi tôi không đồng ý. Linh tính sao Linh tính? Theo kinh nghiệm của Linh á, thì Linh thấy con bé này nó có thể làm được. Sếp cứ giao cho nó đi, Linh sẽ thường xuyên ở bên cạnh kiểm tra công việc của nó. Sếp yên tâm. Ừ, nếu mà Linh nói vậy thì bảo lãnh thì tôi đồng ý thôi. Cứ vậy mà làm. Nhưng mà nói trước nha, nếu mà có cái chuyện gì xảy ra, tôi không có chịu trách nhiệm mà nghe. Thì đó giờ có việc nào mà sếp chịu trách nhiệm đâu. Nhỏ này biết kê tủ đứng dữ ha. Thôi được rồi, ra ngoài kêu cô Thư vô đi gặp tôi. Dạ. Ông mà khoan à, hồi nãy Linh nói là không có thời gian để kiếm chồng. Chắc là còn chờ đợi người tình xưa ha. Trời ơi, chờ gì mà chờ sếp ơi. Người ta có vợ con rồi, sao Linh nhảy vô phá hoại gia đình người ta được. Đã bị một lần rồi, Linh tưởng tới già. Tới bây giờ thì bà vợ vẫn còn ghen, ngày ngày đứng trước cổng đài canh me kìa. Tội nghiệp, chắc ở nhà anh bị vợ hành hạ dằn vặt dữ lắm. Linh cao thượng quá. Cái thân mình không lo, đi lo cho người ta. Ôi, ổng thì lên chức dù dù, còn Linh thì cứ nằm hoài một chỗ. Linh có nằm một chỗ thì cũng dưới quyền của sếp thôi. Chứ giờ sếp muốn Linh nằm đâu? Trưởng phòng à? Có gì quá. Thôi mà Linh nằm ở đâu cũng được, miễn là dưới quyền tôi là được rồi. Nhưng mà nói phải khen nha, bữa nay kiêu sa, tối rảnh không đi ăn khuya bàn công việc. Trời ơi, Linh còn cả đống công việc đang chờ kìa, rảnh đâu mà tối đi ăn khuya bàn công việc với sếp. Thôi sếp mời người khác đi. Với lại á, đừng có trách á là em không nhắc sếp nha. Sếp bà dữ lắm đó. Khổ, nghe được gì hết à. Mà chị Linh với sếp ở trong phòng lâu như vậy á, là chắc chắn là phải có cái gì đó căng thẳng lắm rồi nè. Hay là chị Linh bị la? Im đi, trật tự đi. Trời ơi, chị Linh á, bị á, Miu đi hia dỗ trong đó te tua luôn á. Ngoài này la hoài. Nghe gì không? Tội nghiệp Linh quá. Tối ngày cái việc gì sếp cũng bắt Linh làm. Mở chuyện la, hở chuyện khiển trách. Không nghe gì hết á. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, chắc là Linh hả không có bị sếp la đâu. Sao ạ? Thì Linh với sếp á làm việc chung với nhau lâu rồi, biết không? Nếu mà Linh á không có sự cố xảy ra, có khi giờ hả Linh là còn làm sếp của sếp luôn. Gì? Ghê vậy? Đúng rồi. Rồi vậy là hèn chi em thấy chị Linh với sếp á
Nói chung giống như là có một cái mối quan hệ thân tình lắm. Mỗi lần sếp nói chuyện, chị Linh cũng nói chuyện rất là nhẹ nhàng, đàng hoàng. Thì không ngờ chị Linh phòng mình có thành tích dữ vậy ta. Ê, nếu mà nói vậy là chuyện của em có quyền hy vọng rồi đúng không? Có thể. Như vậy là sếp ở trong phòng với chị Linh, rồi hai người tâm sự với nhau, rồi sếp mời chị Linh đi ăn tối. Ngọc, sao em nghĩ vậy? Hay là em cũng được sếp mời đi ăn tối rồi? Đi ăn chưa? Hả? Nó có. Làm gì có. Trời ơi, sếp vừa xấu vừa già, có vợ nữa chứ, trời ơi, đi vô trong đó cho hốt hả trời. Trời ơi, sếp mời là vinh dự lắm rồi. Mày đặt chảnh hay là không được chọn? Hả? Chẳng lẽ bên kia được chọn rồi à? Đi ăn tối bao nhiêu lần với sếp rồi? Hay là cái tên nằm trong danh sách là sếp gấp sữa gọi điện thoại mời đi ăn? Hả? Nói hay ăn khuya luôn rồi? Hả? Ăn với sếp rồi nào? Thì đi ăn rồi đó. Không, làm gì mà suy diễn vậy? Gì danh sách gì nữa? Ăn rồi hả? Trời ơi, ăn rồi trời ơi. Sao rồi? Nè, mọi người tập trung vô chuyên môn đi. Tôi vô trỏng có một chút xíu à, mà ở đây ngoài đây tụm năm tụm ba là sao? Mấy người làm mà không xong việc rồi biết tay tôi nha. Còn Ngọc nữa, sao chưa ra hiện trường đi? Bây giờ em ra này, chị vô trong đó lâu quá, em cũng lo lắng, không biết là chị có bị gì không. Em có đợi chị ra, em an tâm em mới đi với bộ. Em đi nha chị. Mọi người bị tôi chơi rồi phải không? Làm gì mà căng thẳng im lặng dữ vậy? Trời ơi, cuộc đời tôi lần đầu tiên mới được một phút yên tĩnh vậy. Hai, cái thằng nhỏ này vừa làm chị sợ hết hồn quá à. Ý làm sếp rồi tinh tướng phải không? Ở trong đó chị với mọi người hả, cứ tưởng hả là em bị sếp la, em bị sếp hành á, lo muốn chết luôn. Chị yên tâm đi, sếp không có la được em đâu. Chị thì bây giờ mới biết được mối thân tình của chị với sếp á, mỗi người chị giỏi ghê luôn á nha. Ai bà tám với em chuyện của chị rồi phải không? Biết được nhiều rồi khai mau. Không có nhắc chuyện ngày xưa nha. Chuyện ngày xưa là chuyện gì vậy? Em đâu biết gì đâu, sao? Thôi, đi con nương lo làm việc đi cô, nhiều chuyện quá. Chị, mà vẫn là cái mục đích chính chị vô trọng á. Cái chuyện của em sếp nói làm sao, sếp có cho em làm không? Cái mặt này là biết là không có cho rồi nè. Sếp ok rồi, vô gặp sếp đi cô nương. Thiệt không? Anh có một chầu đi ăn rồi, có một chầu đi ăn rồi á. Kính thưa quý khán thính giả, hiện tại thì Bảo Ngọc đang đứng tại nút giao thông cầu Bình Lợi 2 để thông tin cho quý khán giả về tình hình giao thông tại đây trong giờ cao điểm. Tuy nhiên bây giờ thì chưa tới giờ cao điểm cho nên là xin mời quý khán giả hãy nghe thông tin về tình hình an toàn giao thông trong ngày. Nói nghe nè. Nắng quá à. Em đi vô trong em nghỉ chút xíu. Chừng nào mà hết cái bản tin này á, anh cho nghe nhạc chờ rồi cái anh gọi em ra nha. Được rồi, đây. Ngồi đây để làm cho, xong anh gọi. Dạ dạ. Tới liền. Thì ra đây là thủ phạm bay lên tới phòng mình. Là mình phải đói bụng nè. Cháo ngon quá. Mà công nhận á, bà mơ bá tâm lý ghê. Thấy mình á hả, đau cổ họng, cái là nấu cháo cho mình ăn liền à.
thịt nhiều quá nè. Lu, ơi mệt quá à. Cái trời gì mà nó nực nổi gì đâu á. Nóng lắm hả mệt? Ôi, nóng nực quá. Phải chi ông không có bị bệnh á, con đi theo con xách đồ về cho mợ đỡ mệt. Dạ. Uống nước nha mợ. Sáng giờ ông ăn uống được gì chưa? Chưa nữa mợ ơi. Chưa ăn nữa hả? Dạ. Con dụ quá trời luôn á mà ông không ăn miếng nào. Nhưng mà con có dụ ông uống sữa. Giỏi đó. Con nói với ông á là ông ráng uống sữa đi, xong rồi á con dắt ông ra công viên gặp bà nữa. Uống hết một ly luôn. Con đó nha. Cứ dụ ông ra công viên gặp cái bà già đó, cậu mà biết được là con chết. Biết chưa? Con nói thiệt với mợ nha, con khổ lắm luôn á. Khổ gì? Con giống như là thân gái dặm trường mà 12 bến nước. Đứng ở giữa ngã ba đường, không biết làm sao hết á. Con mà không dắt ông đi á, con đuổi con về quê. Còn con mà dắt ông đi á, thì cậu... Cậu cái gì? Tôi đuổi ra khỏi nhà thì có đó. Đó, thấy chưa? Nhiều chuyện quá à. Đi lo sắp xếp đồ đạc lên nấu ăn đi. Ông ăn, Lily ăn. Lily còn đi học nữa. Lẹ đi. Dạ.